trời ơi. Thực sự là mình đã không tin được là mình đang làm cái vlog này. Vì mình không ngờ là sau một thời gian dài thì bây giờ mình cũng có thể share với mọi người. Vì mình nghĩ đây là thời điểm thích hợp khi mọi việc đã chắc chắn để có thể thông báo với mọi người về một sự có mặt, sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình chúng ta. Hiện nay thì thành viên này đang chưa có mặt ở đây nhưng mà sẽ sớm thôi, đó là một em bé. bây giờ trước khi nói điều gì và trước khi mình bắt đầu khóc té le ở đây thì chúng mình sẽ quay lại ngày đầu tiên mà mình biết đến sự tồn tại, sự xuất hiện của em bé này nhá. Mình không biết phải bắt đầu cái vlog này như thế nào. Từ trước đến giờ thì mình không bao giờ chia sẻ những cái gì về đời tư này hoặc là những cái gì riêng tư của mình ở trên YouTube cũng như là ở trên Facebook, nói chung là ở tất cả mọi thứ thì mình đều giữ riêng cho bản thân mình thôi. Bởi vì nói như nào nhỉ, lúc nào mình cũng sợ là nói trước bước hôm qua ấy, nhưng mà có lẽ lần này mình muốn chia sẻ với mọi người. Sáng nay việc đầu tiên mình làm khi mà mình ngủ dậy đấy là thử lấy cái que pregnancy test. đây không phải là lần đầu tiên mình thử, bởi vì mình cũng đã gần đây nhất thì mình cũng đã thử một lần rồi nhưng mà không có gì cả. Và trong tháng này mình cảm thấy rất là kiểu người mình rất là lạ ấy. Và mình đã bị chậm gần một tuần 3-4 ngày từ đấy rồi. Thế là ngày hôm nay thì mình dậy để mình thử. You see this? Đang nhìn mình như bị điên. Từ sáng tới khi mà mình biết thì mình có nói chuyện với cả một số người bạn của mình. Oh my god, I'm so ugly. Từ sáng khi mà mình biết thì mình có nói chuyện với cả một số người bạn của mình ấy. Và khoảng 2 ngày trước thôi, khi mà mình đi xem Sơn Tùng thì có cả một người bạn thân của mình đi cùng. Và ngày hôm đấy cũng là ngày mà bạn mình biết là bạn ấy đang có bầu. And today. Khoảng 10 phút nữa thì bây giờ là mấy giờ rồi? Khoảng 10 phút, 15 phút gì đấy thì người yêu mình sẽ đến đây và mình sẽ thông báo về cái sự việc này. Mình chưa nói cho mẹ mình, cũng chưa nói cho ai cả, chỉ nói cho mấy người bạn thân ở trên nhắn tin thôi. Oh my god, mình không biết phải làm gì nữa. Mình sẽ cho cái này vào trong một cái bao lì xì. Từ sáng rồi sau khi mình biết thì kiểu mình cứ đi loanh quanh trong nhà xong rồi make up hoặc là nói chuyện với bạn bè mình ấy. Mình cũng kiểu làm cái gì cũng rất là chậm ấy mà không biết phải làm như thế nào. Oh my god. Ok. Mình sẽ để mọi người ở đây nhá. Ngồi xuống nào, đi nào, đi nào. Cái gì đấy? Mở ra. Sao nhẹ thế? Sao nhẹ thế cái gì? Quà.
Thôi. Wow. Mình tuổi nha. Tuổi chồng á? Ừ. Thật á? Ừ. Cái đoạn vừa rồi như thế nào, bởi vì đến bây giờ sau một vài tháng rồi mình vẫn nhớ như in cái cảm giác đấy. Nó là một cảm giác mà chưa bao giờ mình có thể trải nghiệm ở trên cuộc đời này, vì đúng là cái ngày hôm đấy nó thay đổi tất cả những thứ, những cái suy nghĩ của mình về cuộc sống này sau ngày hôm đó. Chắc phải có bạn nào có em bé rồi mọi người mình có thể hiểu được. Yeah, nhưng mà em bé này thì hoàn toàn không phải là tai nạn hay là nhỡ như một số bạn đang nghĩ trong đầu mình biết đấy đó. Cái việc có em bé này thì bọn mình cũng đã plan một thời gian rồi, nhưng mà kiểu mình cũng không nghĩ là nó sẽ nhanh như vậy. Vì bây giờ mọi người biết là có rất nhiều người gặp khó khăn trong việc là kiểu có em bé, và nhà mình ở ngay gần bệnh viện thôi nên mình biết là nó cũng không dễ dàng gì, nên mình nghĩ là cũng phải vài tháng thì nó mới kiểu có một cái gì đấy. Nhưng mà rất là may mắn cho bọn mình, trộm vía là mọi việc đã theo đúng như dự định. Trước khi mà quyết định có em bé thì bọn mình đã mua nhà, bọn mình đã có xe và bọn mình đã đi tiêm phòng các thứ và đi tìm hiểu các thứ cẩn thận rồi. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm là cái này nằm hết ở trong dự định của bọn mình. Hy vọng là sau khi xem video này thì mọi người sẽ cùng chung vui, bởi vì gia đình chúng mình thì bây giờ đã có thêm một thành viên mới. Mình còn chưa được biết mặt thành viên này như thế nào, nhưng mà hy vọng là bạn ấy sẽ hợp tác tốt với mình và sẽ trở thành một thành viên rất vui vẻ của gia đình chúng mình nhá. Mọi người đừng quên ấn nút subscribe để có thể xem được những video tiếp theo, để có thể đồng hành với mình trên con đường mới này. Chắc chắn sẽ rất gian nan nhưng mình nghĩ là mình có thể làm được. Và như thường lệ, chúng mình vẫn sẽ gặp lại nhau trong những video tới nhá.